Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều cơ sở sản xuất đặc sản tại Đà Nẵng vào vụ Tết. Một số sản phẩm truyền thống gắn liền với lịch sử văn hóa của địa phương như là nước mắm Nam Ô, bánh khô mè, nem ché đã có thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng đang tất bật sản xuất cung ứng ra thị trường. Để chuẩn bị cung ứng sản phẩm cho thị trường Tết năm nay, các cơ sở sản xuất đặc sản Đà Nẵng đã tăng sản lượng lên gấp 3 lần. Sản xuất đặc sản địa phương gắn liền với thị trường để phát triển làng nghề bền vững đang là xu hướng được nhiều cơ sở sản xuất truyền thống ở Đà Nẵng hướng đến. Nhiều cơ sở đã xây dựng được thương hiệu, quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây, Đà Nẵng cũng đã công nhận 18 sản phẩm OCOP. Đây là điều kiện để đặc sản của thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng.